Ten Hag cân nhắc rời Manchester United hay Kylian Mbappe quyết định gia nhập Real Madrid đang là thông tin gây bão làng túc cầu. Không những vậy, việc sao mai Barcelona bị chỉ trích và cuộc đua vô địch hấp dẫn tại Bundesliga cũng sẽ xuất hiện trong clip ngày hôm nay. Không để các bạn đợi thêm nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Ten Hag cân nhắc rời Manchester United. Thật kỳ lạ, khi đang nhận sự tin tưởng từ bộ sậu Manchester United thì Erik Ten Hag lại nghĩ đến việc từ bỏ chiếc ghế của mình. Theo đó, các cập nhật mới nhất cho biết, tương lai của ông thầy người Hà Lan sẽ phụ thuộc vào số tiền mà Quỷ Đỏ sẵn sàng bỏ ra trong phiên chợ hè. Nguyên nhân là bởi chiến lược gia 54 tuổi cảm thấy đội chủ sân Old Trafford thiếu sự nhất quán trong việc chi tiêu để nâng cấp đội hình vài năm qua, nên cần mọi chuyện sớm thay đổi. Thế nhưng, luận điểm trên của Ten Hag không thể thuyết phục nhiều cổ động viên, do không ít bom xịt đã xuất hiện tại nhà hát của những giấc mơ vài mùa giải gần đây là do ba lãnh đạo đội bóng chiều lòng thuyền trưởng Quỷ Đỏ. Bayern Munich và Bayer Leverkusen cùng thắng ở Bundesliga. Bayern Munich cùng với Bayer Leverkusen đang tạo ra cuộc đua vô địch cực kỳ hấp dẫn ở Bundesliga. Theo đó, vào đêm thứ Bảy thì hai ông lớn của bóng đá Đức đã ra sân cùng giờ và đều có chiến thắng để khẳng định đẳng cấp. Cụ thể, hùm xám xứ Bavaria hạ gục Borussia Mönchengladbach 3-1, còn thầy trò Xabi Alonso khiến Darmstadt phơi áo với tỷ số 2-0. Cập nhật trên khiến khoảng cách giữa hai đội vẫn được giữ nguyên và lợi thế tạm nghiêng về phía Bayer Leverkusen. Thế nhưng mùa giải vẫn còn dài và Harry Kane cùng với các đồng đội sẵn sàng vượt lên bất kỳ lúc nào. Kylian Mbappe quyết định gia nhập Real Madrid. Chẳng còn là những đồn đoán nơi hậu trường khi hàng loạt tờ báo tên tuổi đều lên bài khẳng định tương lai của Kylian Mbappe vào đêm qua. Theo đó, thủ quân của đội tuyển Pháp đã quyết định chuyển đến thi đấu cho Real Madrid thay vì gia hạn cùng Paris Saint-Germain. Thêm một chi tiết quan trọng cũng được tiết lộ khi chân sút xứ Lục Lăng chấp nhận giảm 50% lương khi thi đấu cho Kền Kền Trắng, và đây được coi là hành động thể hiện sự cầu thị của Mbappe. Tất nhiên, đội trưởng Le Bleu đã cân nhắc rất lâu trước khi đưa ra lựa chọn, nên khó có chuyện những cú quay xe sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Paris Saint-Germain có phương án thay thế Kylian Mbappe. Chấp nhận thất bại trong kế hoạch giữ chân Kylian Mbappe và Paris Saint-Germain đã sớm tìm ra phương án thay thế tiền đạo của đội tuyển Pháp. Theo đó, ông lớn của Ligue 1 coi ngôi sao Rafael Leao của AC Milan là cái tên phù hợp để khỏa lấp khoảng trống mà tiền đạo sinh năm 1998 sắp để lại. Do vậy, vài tháng tới là lúc Paris Saint-Germain gõ cửa AC Milan để thuyết phục đội bóng này chấp nhận bán đi ngôi sao số 1 trong đội. Tân binh Barcelona vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ trong một trận đấu. Sau một thời gian thích nghi thì tài năng Vitor Roque đang trở thành tâm điểm ở Barcelona. Theo đó, cầu thủ xứ Samba vừa có trận thứ hai nổ súng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 của ông lớn xứ Catalan trước Deportivo. Thế nhưng mọi chuyện không thể trọn vẹn khi sao mai người Brazil nhận thẻ đỏ trong thời gian cuối trận đấu sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Rafa Marin. Thậm chí các hình ảnh sau đó còn cho thấy chân của Marin bị ảnh hưởng khá nhiều, và đây là chi tiết khiến Vitor Roque nhận cơn mưa chỉ trích. Rõ ràng dù rất tài năng, nhưng tân binh của Barca vẫn cần rèn luyện nhiều trong thời gian tới. Anderson phàn nàn về Manchester United. Thực trạng của Man United hiện tại không thể làm các cựu cầu thủ của họ hài lòng. Minh chứng cho luận điểm này là lời chê trách mà Anderson mới dành cho Quỷ Đỏ cùng tuyên bố. Ngày nay, các câu lạc bộ nhỏ đến Old Trafford mà không cảm thấy sợ hãi. Đó là một mớ hỗn độn khi Manchester United đôi khi mua sắm một cách bừa bãi. Được biết, ngoài góp ý về đại diện Premier League thì Anderson còn không quên tán dương người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo với tiết lộ: Luis Nani và tôi sống ở nhà Cristiano Ronaldo gần một năm. Buổi tập diễn ra lúc 9:30, nhưng đôi khi chúng tôi phải ra sân lúc 6:30 vì anh ấy bắt đầu sớm hơn. Huấn luyện viên Mikel Arteta muốn giữ Aaron Ramsdale. Vào mùa hè 2023 thì David Raya đã chuyển đến Arsenal thi đấu và lập tức nhận sự tin tưởng của ban huấn luyện pháo thủ. Việc này khiến cho Aaron Ramsdale thất thế và ngôi sao người Anh đã nhận rất nhiều đồn đoán về tương lai trong thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn muốn giữ cậu học trò ở lại Emirates nên đã cự tuyệt mọi lời mời chào chuyển nhượng. Đây dường như không phải là cập nhật tốt cho Aaron Ramsdale khi việc ngồi dự bị quá nhiều khiến cầu thủ xứ sương mù gặp khó trong việc giành suất bắt chính khi lên tuyển. Dominic Szoboszlai lỡ trận gặp Arsenal. Vào đêm nay thì Liverpool sẽ đại chiến với Arsenal với nhiệm vụ phải thắng để củng cố ngôi đầu. Thế nhưng tham vọng của Jacob lại nhận thách thức lớn do hàng loạt sự thiếu vắng về lực lượng. Thậm chí các cập nhật gần nhất còn cho biết Dominic Szoboszlai sẽ không di chuyển cùng với toàn đội đến London để đại chiến pháo thủ.
Điều đáng nói là trước đó The Cop cũng thiếu vắng vài trụ cột do ảnh hưởng của Can Cup và Asian Cup. Do vậy, bây giờ là thời điểm Lữ đoàn Đỏ phải tìm cách vượt khó để giữ vững vị thế trong cuộc đua vô địch. Marouane Fellaini treo giày. Dù không phải là một siêu sao hàng đầu, nhưng Marouane Fellaini vẫn tạo được không ít thiện cảm trong khoảng thời gian thi đấu tại Premier League trong màu áo của Manchester United và Everton. Do vậy, khi thông tin ngôi sao người Bỉ giải nghệ xuất hiện trên truyền thông, thì các fan đã để lại rất nhiều lời tri ân cho trụ cột một thời của Quỷ Đỏ. Được biết, sau khi rời xứ sở sương mù, thì Marouane Fellaini đã tạo dấu ấn đậm nét khi chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Tuy vậy, ở tuổi 36, thì cựu sao Everton quyết định nghỉ ngơi để tìm đến một hành trình mới. Jesse Lingard được 26 câu lạc bộ chào mời. Khác hẳn với những đồn đoán từ giới truyền thông, thì Jesse Lingard đã nhận sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng trong vài tháng vừa qua. Thậm chí, ekip của ngôi sao người Anh còn tiết lộ con số 26 câu lạc bộ đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cựu cầu thủ Manchester United. Được biết, sau một thời gian cân nhắc, thì Jesse Lingard đã quyết định chuyển đến Hàn Quốc để khoác áo FC Seoul. Tuy vậy, tính đúng đắn của lựa chọn trên là điều chỉ có thời gian mới có thể kiểm chứng. Alphonso Davies chấn thương. Dù Bayern Munich vừa giành chiến thắng, nhưng các fan của Hùm Xám vẫn có lý do để lo lắng khi hậu vệ Alphonso Davies dính chấn thương. Cụ thể, ngôi sao người Canada gặp vấn đề ở đầu gối trái và phải nghỉ thi đấu tầm 3 đến 4 tuần. Đây là cập nhật rất xấu dành cho huấn luyện viên Thomas Tuchel khi đội chủ sân Allianz Arena sẽ phải chinh chiến trên nhiều đấu trường trong thời gian tới. Do vậy, giờ là thời điểm chiến lược gia người Đức thể hiện tài xoay sở của mình. Ollie Watkins gây ấn tượng. Aston Villa đã chiếm lĩnh một vị trí trong top 4 Premier League sau chiến thắng 5-0 trước đối thủ Sheffield United vào đêm qua. Trong thành công trên của đội chủ sân Villa Park, thì Ollie Watkins là một nhân tố được nhắc đến rất nhiều. Thậm chí ngôi sao người Anh còn thăng hoa đến mức trở thành cầu thủ đầu tiên có hơn 10 bàn thắng cũng như 10 đường kiến tạo ở Premier League mùa này. Được biết, thống kê của Watkins hiện tại là 12 pha dọn cỗ cùng với 11 lần phá lưới đối thủ. Và đây là thông số khiến cho nhiều ngôi sao hàng đầu của Premier League phải ganh tị. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.